xanh tươi, nằm giữa lòng cù lao Tân Lộc, dường như thân gỗ đang chuẩn bị cho trái chín mộng hấp dẫn. Đây cũng là nơi hiện đang thu hút rất nhiều du khách đến tham quan. Dân chính là vườn nho thân gỗ của thầy Quỳnh Công Thống, giáo viên dạy toán trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chủ nhân của khu vườn độc đáo này. Dạ xin chào thầy ạ. Dạ chào Ngọc ạ. Thông thường thì theo em được biết là nho sẽ cho trái từ dây, nhưng ở đây em thấy thầy trồng và nhân giống rất nhiều loại nho cho trái từ thân cây ạ. Do cái đam mê cây độc lạ cho nên trong suốt quá trình mình tìm tòi thì mình đã tìm được cái giống nho thân gỗ thích hợp với cái khí hậu và thổ nhưỡng của vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Cái hàm lượng dinh dưỡng trong trái nho rất là cao so với cái nho dây. Riêng cây nho mình đã trồng từ cái vườn này là 12 năm, trong đó tổng số cây là 2.000 và trong đó là 500 cây có trái rồi. Như thầy vừa chia sẻ thì thầy thường thích tìm những giống cây độc lạ nhưng cũng phải phù hợp với thổ nhưỡng. Và em nghĩ nho thân gỗ này cũng sẽ phù hợp với thời tiết nhiệt đới và bán ôn đới ạ. Cây nho thân gỗ này nó cho trái nhanh lắm, nó trồng vào khoảng 2-3 năm là nó cho trái, thích hợp được nhiều vùng đất. Đồng thời nó tạo ra được cái giống cây mới cho năng suất và chất lượng cao. Trường Đại học Cần Thơ cũng đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm thì trong cây nho thân gỗ có một cái chất đề kháng. Nó có thể tạo ra được cho cái giống cây khác một cái chất đề kháng để chống lại các loại bệnh của cây trồng. Trong trái của nó chứa rất là nhiều chất, ví dụ chua là làm tăng sức đề kháng, là làm đẹp da, rồi chát thì nó giúp tiêu hóa. Còn ngọt thì nó tăng cái hàm lượng đường để nuôi cơ thể. Mình cũng đã làm tại chỗ và có đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ là sản xuất nước ép nho thân gỗ, siro nho thân gỗ, van nho thân gỗ, nho sấy dẻo. Ngoài cái việc cung cấp cho địa phương thì cung cấp cho khách du lịch và bà con trên toàn quốc. Bây giờ thầy sẽ hái một trái nho rồi mời Ngọc dùng thử rồi đánh giá cái chất lượng của trái nho. Em thấy nho rất là thơm nha thầy. Rồi sau đó là cái vỏ thì hơi giòn nè, có vị chát rồi hơi chua nhẹ, nhưng mà sau đó lại có cái hậu rất là ngọt. Em rất là thích luôn á thầy. Và em nghĩ là nho thân gỗ đạt năng suất như thế này thì cũng sẽ góp phần giúp kinh tế của gia đình mình phát triển hơn. Cái năng suất nó có và chất lượng nó cao, vì vậy cho nên nó đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết của bà con. Mà bà con đã có cái nhu cầu thì ở đây mình cung ra, do vậy mà từ đó cái tạo nên cái kinh tế gia đình mình rất là ổn định, thu nhập hàng năm có thể lên 400 triệu một năm. Vậy thì quá là tuyệt vời luôn nè thầy ơi. Và em cũng xin cảm ơn thầy vì hôm nay đã giúp cho em cũng như là khán giả hiểu hơn về vườn nho thân gỗ. Em cũng xin chúc cho khu vườn độc đáo này ngày một phát triển hơn trong tương lai. Cảm ơn Ngọc. Thường thường thì em thấy nho có trái ở trên dây. Bây giờ ở vườn của thầy thì nho có trái ở trên cây, nó rất là đặc biệt. Có nho thân gỗ thu hút khách du lịch ở nhiều nơi đến. Tôi thấy rất là phấn khởi và tự hào ở Cù Lao mình có được cái vườn nho như vậy.